Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Muốn Review Gì. Hôm nay chúng ta đang có mặt ở tại thành phố Đà Nẵng. Rất là dễ dàng để các bạn nhận ra phía sau lưng của Hoàng đây chính là Cầu Rồng, rồi sông Hàn, một trong những cái địa điểm có thể nói là rất là nổi tiếng ở tại thành phố Đà Nẵng luôn các bạn. Khi đến với Đà Nẵng thì có thể nói cái điểm mà trung tâm nhất mà mọi người có thể tìm ra khi mà chúng ta đến với thành phố Đà Nẵng, nó chính là cái con sông Hàn ở đây các bạn. Sông Hàn là một cái địa điểm có thể nói là tạo nên một cái văn hóa rất là lớn đối với lại người Đà Nẵng cũng như là đối với lại khách du lịch ở tại đây. Thì khi các bạn đến đây thì rõ ràng là chúng ta có rất là nhiều những cái nhu cầu để các bạn đi chơi, chụp ảnh, check in, ăn uống. Đà Nẵng thì đã quá nổi tiếng là một thành phố du lịch có thể nói là rất là tuyệt vời, cũng như là một trong những cái nơi đáng sống nhất ở tại Việt Nam. Thì trong chương trình review ngày hôm nay, Hoàng muốn giới thiệu cho các bạn một cái khách sạn mà Hoàng cũng thường hay ở khi mà lưu trú tới Đà Nẵng, vì Hoàng nghĩ rằng đây là một khách sạn nó nằm ở một cái vị trí trung tâm, dễ dàng cho chúng ta di chuyển khi mà chúng ta đi chơi, đi ăn uống hoặc là đi du lịch. Thì đây là một cái khách sạn nằm ở trên đường Bạch Đằng, ngay sát cái con sông Hàn này. Từ đây thì chúng ta có thể thấy được cầu Rồng các bạn ha, cũng như là cầu sông Hàn ở phía trước của chúng ta kia. Thì cái khách sạn Hoàng muốn giới thiệu với các bạn đây, đó chính là cái khách sạn Brilliant. Các bạn có thể nhìn thấy không, cái tòa nhà mà cao thì là cao đó, đó chính là cái khách sạn Brilliant. Thì Brilliant nó có một cái vị trí khá là đắc địa nha các bạn, nằm ở ngay mặt tiền đường Bạch Đằng, là một trong những cái trục đường chính ở tại thành phố Đà Nẵng, và nó có cái view hướng thẳng ra sông Hàn rất là đẹp luôn. Từ khách sạn này thì các bạn có thể nhìn thấy được sông Hàn, có thể nhìn thấy được cầu Rồng, có thể nhìn thấy được cầu sông Hàn, rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào bên trong của khách sạn Brilliant nó như thế nào nha các bạn, mời các bạn theo chân Hoàng nha. Rồi trước mắt chúng ta chính là khách sạn Brilliant đây các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường nha các bạn. Trước mắt chúng ta đây chính là đường Bạch Đằng đây. Đó. Các bạn đi tới Đà Nẵng mà muốn biết ở đâu là trung tâm thì cứ dõi theo đường Bạch Đằng nha các bạn. Ồ, xe chạy rất là ghê. Bây giờ mình sẽ đi qua đường. Đây là khách sạn, mình thấy là có 4 sao như thế này. Đó, rất là đẹp. Rồi, chúng ta vào bên trong sảnh. Rồi chúng ta đi tham quan cái phòng nó như thế nào nha các bạn. Ok, mời các bạn theo trên này nha. Đây là cái sảnh của khách sạn này các bạn. Tĩnh, nhìn rất là sang. Ở đây thì nó có một cái đàn piano nè, người ta có thể chơi piano để cho khách cảm thấy nó thoải mái hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lên phòng nha. Nhận phòng chưa? Giờ mới lên. Giờ mới lên à? Ok, đi lên phòng luôn. Nó có 14. Rồi chúng ta đi vào phòng xem coi là cái phòng ốc ở khách sạn này nó như thế nào nha các bạn. Đây lót thảm hết đầy đủ. Xin chào tất cả các bạn nha, chúng ta đang có mặt ở trong một cái căn phòng của khách sạn Brilliant. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau xem cái view của cái phòng. Các bạn thấy cái phòng của Hoàng ở nó có một cái view rất là đẹp, mình nhìn thẳng ra cái hướng sông Hàn và cầu Rồng luôn nha các bạn. Nên là buổi tối chúng ta nhìn vào cái view này ở đây rất là ok, các bạn thấy không, rất là đẹp. Còn đây là cái không gian của cái phòng Hoàng ở, các bạn thấy là chúng ta có một cái giường rất là bự. Giường này Hoàng nghĩ là phải 2 mét, thì chỉ có một mình ở thôi, nằm một cái giường rất là rộng, rất là thoải mái. Ở phía xa kia chúng ta có một cái toilet kính trong, trong suốt với lại phòng ngủ luôn. Thì
mình cũng có thể thả những cái rèm này xuống nha các bạn. À, ok, rất là đẹp đúng không các bạn. Hệ thống máy lạnh Daikin nè. À, bên trong toilet thì các bạn thấy là nhìn chất lượng cũng rất là ok, đẹp, à, sạch sẽ, ok, thoáng mát. À, đó, trong phòng thì các bạn thấy là ở đây nó cũng lót thảm để thấy là chúng ta đi cũng khá là êm đó. À, rất là ok. Ở đây mình có hai cái ghế để mình ngồi, chúng ta có thể uống nước. À, ở đây là khu vực một cái bàn làm việc nè, có cái tivi để chúng ta xem. Đây là cái khu vực để chúng ta để hành lý, vali. Ở phía dưới này thì các bạn thấy là nó có thêm một cái cân nữa, à, giúp mình có thể kiểm tra sức khỏe hàng ngày như thế nào. Đây là khu vực một số những cái đồ uống, đồ dùng miễn phí đó các bạn. Chúng ta có nước suối nè, trà, cà phê. Ở dưới này thì mình có một cái mini bar. Đây, mini bar thì trong này chỉ để nước suối thôi, à, không có để thêm cái nước uống gì đó khác. Ok, rất là đẹp. À, phía bên này mình có thêm một cái tủ. Tủ này thì chúng ta có thể trượt được. Đây các bạn, ở đây thì mình có một cái locker nè. Chúng ta đi đâu thì chúng ta bỏ đồ rồi chúng ta khóa lại, à, để đảm bảo cho nó an toàn. À, rất là tuyệt vời luôn. Wow, ở đây mình thấy có một cái gì đó. À, trong trường hợp có hỏa hoạn thì chúng ta có thể đeo cái mặt nạ này, à, để chúng ta thoát. Ok, khá là tuyệt vời ha. À, một cái tính năng trang bị khá là an toàn. Đó, thì mọi người có thể thấy rất là nhanh ha. Cái phòng của khách sạn Brilliant 4 sao này thì chất lượng nó cũng rất là ok các bạn. Thì đó là cái điều mình rất là thích khi mình tới Đà Nẵng và mình ở cái khách sạn này. Thì các bạn cũng thấy rồi đó. À, nếu mà các bạn có nhu cầu chúng ta ở ngoài biển để chúng ta tắm biển, chúng ta đi chơi thì các bạn có thể đi về cái hướng đường Nguyễn Văn Đồng để các bạn chọn những cái khách sạn ở ngoài đó. Còn nếu như chúng ta thích cái không gian ồn ào náo nhiệt của thành phố thì các bạn có thể ở ngay trên đường Bạch Đằng. Thì trên đường này nó có rất là nhiều khách sạn các bạn. Thì một trong những khách sạn mà Hoàng muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái khách sạn Brilliant này. Hy vọng là khi các bạn có dịp đến với Đà Nẵng đi công tác hoặc đi chơi thì các bạn có thể tìm cho mình được một cái địa điểm ở ngay trung tâm, view đẹp, chúng ta có thể dễ dàng để đi chơi, đi ăn uống, mọi thứ này kia vân vân. Rất là cảm ơn tất cả các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ có những cái giây phút vui vẻ, những cái chuyến công tác tuyệt vời khi chúng ta đến với thành phố Đà Nẵng nha. Bây giờ thì xin cảm ơn và xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Xin chào.